Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp về tổ chức đón và truyền thông chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian tạm ngừng do dịch Covid-19. Đến nay có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó hai chuyến bay đầu tiên Singapore Đà Nẵng của Singapore Airlines và Bangkok Thái Lan Đà Nẵng của Vietjet Air vào ngày 27 tháng 3 năm 2022 còn trong tháng 4, nhộn dịp các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, đặc biệt là có đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi của Ấn Độ do Vietjet Air khai thác từ tháng 9 năm 2022. Dự kiến trong sáng ngày 27 tháng 3 năm 2022, ba chương trình do sở Du lịch Đà Nẵng và Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) sẽ tổ chức tại nhà ga quốc tế gồm khởi động đường bay quốc tế từ Đà Nẵng, chào đón chuyến bay từ Singapore và chào đón chuyến bay từ Bangkok. Ngoài ra, trong không khí mừng Đà Nẵng mở cửa du lịch quốc tế, Ngày hội khinh khí cầu dự kiến sẽ được tổ chức tại khu vực đường Bạch Đằng nối dài với 17 quả khí cầu. Để chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hướng Trần Phước Sơn đề nghị các đơn vị chuẩn bị chú đáo và tăng cường truyền thông cho các chương trình chào đón chuyến bay quốc tế hết đầu tiên đến Đà Nẵng, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức chuẩn bị Ngày hội khinh khí cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Du lịch kết nối với các đại sứ quán các thành phố kết nghĩa để gửi thông tin thư mời để họ quảng bá mở cửa du lịch cũng như các hoạt động trong giai đoạn bình thường mới của đà nẵng ngoài ra lãnh đạo sở du lịch đà nẵng cũng lý giải về việc ngày 27 tháng 3 năm 2022 đà nẵng mới có hết chuyến bay quốc tế đầu tiên vì thành phố và các khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để vận hành toàn bộ hệ thống hàng không hệ thống kinh doanh của các hãng lữ hành và nhu cầu đi lại của hành khách Đồng thời, ngày 15 tháng 3 mới có thông tin đầy đủ về chính sách miễn thị thực với công dân 13 nước, hướng dẫn của Bộ Y tế và phương án mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới. Với sự chuẩn bị như vậy, hy vọng Đà Nẵng sẽ khôi phục hàng không như thời điểm trước Covid-19.